Trên đường đi ra là một cái hành lang thiết kế riêng đi trên trời, theo mình nghĩ là để tránh trường hợp là khách đi ra khách đi vô quá đông gặp nhau. Cùng lúc đây đừng quay cho mình xem đó, đây là một hành lang riêng ở phía trên trời. Như hồi nãy mình nói không được đúng, cái đường dưới vẫn đi được, nhưng mà cái đường này là đường đi qua cái chỗ hoa lan để chụp hình nên mới hỏi anh hướng dẫn nên mới biết. Về để đi thử xem hoa lan ở làng nông nứt, thấy anh hướng dẫn là nông nứt chứ không phải nông nóc như Việt Nam mình, tiếng Thái phải làm cái chữ đó khác. Xem hoa lan ở làng nông nứt lộn lại nóc nông nứt như thế nào ạ. Khu viên đẹp quá, là một quán cà phê. Đây giống như là rừng rậm. Đây là mình đi ra xe, rồi đi bộ. Không nghe nói là đi coi hoa lan. Đi coi vườn lan, cũng là chụp hình cái làng nông nốt quá. Đi nãy giờ cũng xa lắm mà mình chưa thấy hoa lan đâu hết. Quá xa rồi. Nguyên một cái làng gốm ở phía xa. Đã tới nơi rồi, thôi đi chụp hình, đi quay phim. Yeah. Trong cái màn biểu diễn này đại gia đình đoàn mình, thực sự ra ở tại thành phố Pattaya này nó có ba địa điểm. Cái mà đầu tiên mà người ta thành lập tại đất nước Thái Lan và cũng tại thủ đô Pattaya này, đại gia đình đoàn mình tên gọi là Tiffany Show, được thành lập vào năm 1974 và có thể nói là 2 năm một lần. Hiện tại bây giờ nhá, 2 năm một lần người ta vẫn thi hoa hậu thế giới về giới tính thứ ba ở tại đây nhá, lại gia đình của mình. Và cái thứ hai là cái ăn gia show, tức là tối nay mình sẽ xem là cái ăn gia show này tại gia đình của mình. Nó nằm ở trong khu vực trung tâm mà người xem sắp nói là đông nhất. Tại sao mà người xem đông nhất? Bởi vì có người Việt Nam của mình nhá. Bởi vì trong những màn biểu diễn của ăn gia show này nó có tiết mục của người Việt Nam. Chứ cái Tiffany Show trước đây thành lập vào năm 1974 với đại gia đình đoàn mình là hiện tại bây giờ nó không có tiết mục của người Việt Nam mình. Chính vì vậy là khách du lịch nó không có đông bằng cái Angaza Show này nha. Nó biểu diễn là 3 vòng nhé. Vòng đầu tiên là 6 giờ, vòng thứ hai là 8 giờ và vòng thứ ba là 9 giờ 30 nha đại gia đình đoàn mình. Đi ăn cơm tối trước khi xem show biểu diễn của những nhân vật chuyển đổi giới tính. Thì nói gần gũi hơn là BD. Ok, đi ăn. Đây là cái nhà hàng tên là Pin. Cái bên ăn cơm đà luôn. Đây là bữa cơm buổi tối trong một cái nhà hàng có phục vụ nguyên nghệ cái nhà cá trên nữa. Đó là cùng ăn cơm nha. Hello, mới giờ ăn cơm xong. Đây là cái vé để đi vô cái show ăn Casa. Mình có đến 6 cái lần. Thì đại đến giờ vô, sắp tới giờ ao sắp đầu không biết sắp mấy. Mà bây giờ đằng sau đây là cái cửa đó, mấy không biết kêu là gì ta, mấy chế đi ra, nên mình sẽ đứng đây mình chặt ha cho các bạn xem. Sốc mất cần đời tính gì tính, đi coi BD mà tao phải ngủ trước, tao lấy sức lát tao mở mắt mà coi. Ôi mình nhầm mất, cái cửa này là cái cửa khách ra chứ không phải là cửa mấy chế ra. Hình như là mấy chế ra là cửa dưới kia kìa. Ok ha, để lát nữa mình thử coi phải ổn không.
về tối nấu kiếm. Đây, mấy chế, mấy chế. Mấy chế này đứng dưới các bạn thấy không? Có người nhìn giống như vẫn còn giống, còn người nhìn không ra luôn á.